Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Cải canh chữa nhiều bệnh, 99% người Việt chưa biết hết tác dụng của nó. Trong 100g rau cải có chứa chất đạm 1,7g, chất bột 1,5g, chất xơ 1,5g, vitamin E, B, C, D, carotin, albumin, axit nicotic đều là chất cần thiết cho sức khỏe. Dưới đây là một số món ăn thuốc từ cải canh. Canh cải nấu cá rô đồng. Cải canh, cá rô đồng nướng gỡ lấy thịt, gừng, gia vị vừa đủ, nấu canh ăn. Tác dụng ít tỳ vị, hóa đàm, bổ khí huyết. Chữa chứng tỳ phế hư, ăn kém, bụng đầy không ngon, chứng ho khan, ho cơn, ho thở dốc, ho lâu ngày, phong thấp nhức mỏi, đau khớp do gút. Cải canh nấu phổi heo. Cải canh 100g hoặc hơn, phổi heo, thịt heo băm nhỏ hoặc thịt cá lóc, thêm gia vị vừa đủ, nấu canh ăn. Tác dụng bổ phế, hóa đàm, trị ho lâu ngày, ho khan, ho đàm, chứng ho thở dốc, ho do ngoại cảm nội thương, đau tức ngực sườn do huyết ứ. Canh cải nấu giò heo. Cải canh, giò heo hầm nhừ, gừng, hành, tiêu, gia vị vừa đủ, nấu canh ăn. Tác dụng bồi bổ khí huyết, ích ngũ tạng, mịn da, nhuận phổi, chữa ho khan, ho đàm, chữa phụ nữ sau sinh ít sữa, dưỡng thai, trẻ em còi, gân xương mềm yếu, da khô, râu tóc bạc sớm, khí huyết hư. Cải canh xào cật heo. Cải canh, cật heo, hành ngò, tiêu, gừng, gia vị vừa đủ xào ăn hoặc nấu canh ăn. Tác dụng bổ hư, ít tạng khí hóa đàm, lợi bàng quang. Rất tốt cho người già tâm phế mạn, khó thở, ho, mệt mỏi, thận yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, tiểu không tự chủ, phụ nữ huyết hư, rong kinh, đau bụng. Cải canh nấu gừng. Cải canh 200g, gừng tươi 1 củ 40g nướng đập dập, gia vị vừa đủ, hoặc phối hợp thịt cá nấu canh ăn. Tác dụng bổ hư, hóa đàm, thông kiếu. Chứa ngoại cảm nội thương, sổ mũi, bụng đầy buồn nôn, ăn chậm tiêu, chứng đau đầu, đau tim, đau tức ngực sườn do huyết ứ. Dưa cải xào ruột già heo. Dưa cải muối chua, ruột già heo, hành, gừng gia vị vừa đủ xào ăn, kho ăn. Tác dụng bổ hạ tiêu, thanh thấp nhiệt, ích khí, dưỡng huyết. Trị viêm đại tràng, đại tiện táo, đi tiểu buốt, rắt, ngoại cảm nội thương, ho khan, ho đàm. Dưa cải om cá chép. Dưa cải muối chua, cá chép, hành ngò gia vị vừa đủ nấu ăn. Tác dụng thông bổ khí huyết, hóa đàm, thanh thấp nhiệt. Trị chứng ho khan, ho đàm, viêm gan vàng da, men gan tăng, viêm đại tràng, táo bón. Canh cải thịt nghêu. Cải canh, thịt nghêu, gừng, hành ngò gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Tác dụng thông khí huyết, an thận lợi đàm, trừ ho. Chứa ho tức ngực, viêm tiết niệu, tiểu khó, tiểu đục, phù thủng, phì đại tuyến tiền liệt. Canh cải nấu cua. Cải canh, thịt cua đồng, gừng, hành, gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Tác dụng bổ gân xương, hóa đàm, thông huyết. Chứa ngoại cảm nội thương, ho tức ngực sườn, di chứng trúng phong miệng mắt méo lệch. Canh rau cải thịt băm. Cải canh 200g, thịt heo băm 100g, gừng, hành ngò, tiêu, gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Tác dụng tư âm dưỡng huyết, nhuận táo, hóa đàm, rất tốt cho người già, trẻ em, phụ nữ sau sinh và người khí huyết hư. Cải canh xào thịt bò. Cải canh, thịt bò non, gừng, hành, tiêu, gia vị vừa đủ xào ăn. Tác dụng bổ tỳ vị, ích khí huyết, hóa đàm. Chữa chứng ngoại cảm nội thương, ăn kém khí huyết hư.